Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789. Và các bạn ơi, ngày hôm nay thì chị em mình sẽ cùng nhau quay trở lại với một chuyên đề liên quan đến chương trình ngữ văn lớp 9. Và ngày hôm nay thì chị em mình sẽ tiếp cận với văn bản đầu tiên trong chương trình ngữ văn lớp 9. Không biết là các bạn đã mở sách, đã có sách giáo khoa để chúng mình theo dõi chưa? Nếu mà các bạn chưa có sách giáo khoa thì các em có thể vào đây để theo dõi phần sách giáo khoa của chị, đúng không nào? Nhưng mà chị mong rằng là những giây phút đầu giờ thì các bạn hãy sôi nổi lên. Hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này cho chị để nhiều bạn biết đến phần phát trực tiếp này hơn nhé. Không biết là các bạn đã quay trở lại trường học chưa ạ? Ở thời điểm hiện tại thì chị thấy đã có những trường các em đã quay trở lại để có thể học hè rồi. Và khi mà các bạn quay trở lại trường thì các bạn sẽ được phát sách giáo khoa, đúng không? Các bạn biết được rằng là năm nay trường của các bạn sẽ học bộ sách giáo khoa nào. Tuy nhiên, với bất kỳ bộ sách giáo khoa nào thì cái việc mà các bạn cần nắm vững kiến thức này, rồi các bạn nắm chắc cái kiến thức liên quan đến thể loại, cái phương pháp để các bạn có thể thiết lập được một bài viết hoàn chỉnh thì đấy mới là điều quan trọng. Còn ngữ liệu ở trong sách giáo khoa chúng ta có thể thay thế. Chúng ta có thể không học ngữ liệu trong sách giáo khoa, hoặc chúng ta có thể học những cái ngữ liệu khác. Nó không quan trọng quá bằng cái việc là các bạn phải nắm chắc được cho chị kiến thức nền tảng. Đó là những kiến thức ở phần tri thức ngữ văn, rồi những phần phương pháp ở trong những bài viết. Thì đấy sẽ là cái yếu tố để quyết định xem là bài làm hoặc là bài thi của các em có đạt được điểm cao hay không. Và như chị đã nói, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cận văn bản đầu tiên trong chương trình ngữ văn lớp 9 bộ sách Cánh Diều. Đó chính là văn bản Sông Núi Nước Nam. Các bạn có thấy văn bản này là văn bản quen thuộc không ạ? Có thể là các bạn đã đọc ở đâu đó rồi, hoặc là nghe ai đó đã từng nói đến văn bản này rồi. Và đây là một văn bản mà có thể các bạn đã đọc rất nhiều rồi nhưng mà các bạn không biết tên. Thế thì không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chị sẽ cùng các bạn đi khám phá văn bản này nhé. Chúng ta sẽ có... trước khi mà đi vào bài học thì bao giờ cũng vậy. Các bạn hãy đảm bảo cho chị, hãy đọc cho chị về cái yêu cầu cần đạt. Xem là sau khi mà học xong cả bài 1 này thì các bạn sẽ đạt được những cái yêu cầu gì, những cái yêu cầu gì các bạn cần phải đạt được. Được không? Bài Sông Núi Nước Nam em học luôn ở lớp 7 rồi à? Tốt! Đó, rất là nhiều những cái bộ sách khác nhau. Thế cho nên là những cái ngữ liệu liên quan đến văn bản nó sẽ nằm ở trong những lớp học khác nhau, không sao cả nhá. Đấy, và sau đó thì các bạn sẽ nắm chắc cho chị phần kiến thức ngữ văn. Về phần kiến thức ngữ văn này, đa phần sẽ là phần lý thuyết. Mà đã là lý thuyết thì nó sẽ hơi khó để cho các bạn tiếp cận, hơi khó để cho các bạn nhớ. Thế nhưng sẽ có những cách để các bạn nắm được cái kiến thức ngữ văn này dễ dàng hơn bằng việc các bạn sẽ học qua sơ đồ tư duy, các bạn sẽ gạch ý, các bạn sẽ take note, đúng không ạ? Rất nhiều cách để các bạn học được phần kiến thức ngữ văn. Và khi mà các bạn vào trong lớp VIP của Học Văn Chị Hiên thì chắc chắn rồi, phần kiến thức ngữ văn này sẽ là cái phần mà được hệ thống lại bằng sơ đồ hóa để các bạn dễ nhớ hơn rất là nhiều. Được chưa nào? Tiếp nha. Sau khi mà các bạn đã học xong được cái tiết đầu tiên đó, liên quan đến phần kiến thức ngữ văn rồi, thì các bạn sẽ cùng nhau bước vào bài học đầu tiên và văn bản đầu tiên các bạn sẽ cần phải nắm được. Đó chính là văn bản gì ạ? Sông Núi Nước Nam, hay còn được gọi là gì? Nam Quốc Sơn Hà. Tại sao người ta lại để là khuyết danh? Bởi vì gì ạ? Bởi vì hiện tại văn bản này người ta chưa xác định được ai là tác giả. Đúng không ạ? Người ta chưa xác định được ai là tác giả, thế nên tạm thời để ở đây là khuyết danh. Thế thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Chúng ta biết được là Sông Núi Nước Nam ý, có thời kỳ được coi là của Lý Thường Kiệt. Nhưng các thư tịch từ xưa còn lại cho thấy tác phẩm này đã tồn tại từ thế kỷ thứ 10 và không rõ tên tác giả. Mà Lý Thường Kiệt thì chúng ta biết rồi, ông sinh năm 1019, mất năm 1105, chỉ là một trong những anh hùng dân tộc. Trước đó thì chúng ta có thấy là có Lê Đại Hành, sinh năm 1941, mất năm 1005, đúng không? Cũng đã sử dụng bài thơ để khích lệ tinh thần của quân sĩ trong các trận chiến chống quân Tống xâm lược trên sông Như Nguyệt, hay còn được gọi là sông Cầu ngày nay đấy. Vì vậy, trong cái tình hình tư liệu mà chúng ta có được, nên coi đây là một bài thơ khuyết danh.
hay còn được gọi là gì ạ? À, là bài thơ thần, được ghi chép trong các thần phả tại các ngôi đền thờ anh em Trương Hống và Trương Hát trên sông Cầu. Được chưa nào? Đấy nhá, thế thì các bạn cũng phải biết được là tại sao người ta lại để khuyết xanh ở đây. Mà trước đây các bạn được học là à, ở trong sách giáo khoa cũ ấy, thì người ta sẽ ghi là của Lý Thường Kiệt. Đó, nhưng khi mà chúng ta tìm hiểu sâu, tìm hiểu kỹ thì chúng ta thấy được rằng là gì ạ? À, vẫn chưa có một cái tài liệu chính thống, một cái tài liệu, bất cứ cái tài liệu nào khẳng định đây là bài thơ của Lý Thường Kiệt. Thế cho nên chúng ta mới có ở đây là khuyết xanh kem nhá. Đó, vậy thì với cái xuất xứ thiêng liêng như vậy, bài thơ càng trở nên có giá trị to lớn và cho thấy được cái khát vọng khẳng định độc lập dân tộc đã xuất hiện từ rất là lâu trong lịch sử Việt Nam rồi, đúng không ạ? Và cái văn bản Sông Núi Nước Nam được dịch từ thơ chữ Hán. Vì vậy chúng ta thấy là ở bên này các bạn sẽ nhìn thấy có ba cái bản, đó là phiên âm, dịch nghĩa, rồi dịch thơ, đúng không ạ? Phiên âm, dịch nghĩa, rồi dịch thơ, thì các bạn sẽ phải nắm được các chị ba cái bản này. Và cái phần dịch nghĩa này để cho các bạn hiểu và các bạn biết thôi, các bạn không cần học thuộc. Các bạn có thể học thuộc phần dịch thơ, đúng không ạ? Và các bạn có thể học thuộc phần phiên âm, kem nhá. Đó thì các bạn biết cách để các bạn xem là phần nào là phần các bạn cần phải học. Đó, phần nào là phần các bạn cần phải học, được chưa nào? Tiếp này, chúng ta thấy được rằng là gì ạ? Đây là một bài thơ vô cùng hay và còn được coi là gì ạ? Coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. Và cũng là một trong những tác phẩm mở đầu cho chủ đề yêu nước chống ngoại xâm mang tính truyền thống trong văn học Việt Nam. Đó, và từ cái văn bản này, nó sẽ giúp cho các em phần nào cảm nhận được cái không khí thiêng liêng khi mà bài thơ xuất hiện. Vậy thì chúng mình cùng chị đọc bài thơ nhé. Về bản phiên âm, đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy bản phiên âm ạ. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhớ đằng hành khan thủ bại hư. Đó, thế thì đến dịch nghĩa thì chúng ta thấy được là sông núi nước Nam, hoàng đế nước Nam ở. Tại sách trời đã định phận rạch ròi, cớ sao lũ giặc ngạo ngược dám đến xâm phạm. Chúng bay sẽ nhìn thấy việc chúc lấy bại vong. Vậy thì từ cái phần dịch nghĩa này, chúng ta sẽ có được một bản dịch thơ như sau. Các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Các bạn sẽ nhìn thấy một bản dịch thơ này. Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời, cớ sao lũ giặc đến xâm phạm. Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Được chưa nào? Vậy thì đấy là bản dịch thơ. Và khi mà đi phân tích hay khi mà đi tìm hiểu thì các bạn sẽ phần lớn dựa vào cái gì ạ? Dựa vào bản phiên âm và bản dịch thơ, các em nhá. Chúng ta sẽ dựa nhiều vào bản phiên âm và bản dịch thơ. Vậy thì đối với bộ sách Cánh Diều, các bạn sẽ bám sát cho chị những câu hỏi, đúng không ạ? Các bạn sẽ bám sát cho chị những câu hỏi mà tác giả đã gợi ý ở trong trang số 15, ở trong trang số 15. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chủ đề của bài 1 là thơ và thơ song thất lục bát. Thế thì sau khi học xong bài thơ này, bài thơ chữ Hán này thì chúng ta mới chuyển đến một bài song thất lục bát là bài thơ Khóc Dương Khuê. Đúng không nào? Đó thì các bạn sẽ thấy nhá, đầy đủ các thể loại ở trong một bài cho các bạn tìm hiểu. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau đi triển khai và đi tìm hiểu những cái câu trả lời cho những câu hỏi đầu tiên của bài thơ này. Nào, đầu tiên tác giả muốn hỏi gì ạ? Qua các tài liệu đã tìm hiểu thì hãy trình bày hoàn cảnh xuất hiện của bài Sông Núi Nước Nam và cho biết vì sao bài thơ được gọi là thơ thần. Vậy thì các em ơi, vừa nãy chị vừa giải thích cho các bạn xong là tại sao cái văn bản này nó xuất hiện. Ngay từ phần đầu chị giới thiệu, đúng không? Ngay từ phần đầu chị giới thiệu thì nó đã có hoàn cảnh xuất hiện của bài Sông Núi Nước Nam rồi. Vậy thì các bạn còn biết không ạ? Các bạn còn nhớ không? Các em còn nhớ cái hoàn cảnh xuất hiện của văn bản này không? Có vẻ là rất là trầm, đúng không? Có vẻ các bạn rất là trầm. Các bạn không tương tác, đúng không? Không biết là như thế này thì chị có nên phát trực tiếp vào những cái buổi sau không? Những cái buổi sau sẽ là phần định hướng tiếp các văn bản mà các bạn sẽ học. Không biết là có nên phát trực tiếp tiếp không đây? Rất là trầm.
Các bạn hãy tương tác với chị nhé. Khi mà chị đưa ra câu hỏi, các bạn có thể tương tác xuống. Không ngại sai, được không ạ? Và chị sẽ là người nhận xét cho các em. Đó, vậy thì các bạn có thể thấy nhá, đối với văn bản sông núi nước Nam này, chúng ta thấy được là gì ạ? Đây là một văn bản được ghi chép trong các sách như là gì ạ? Lĩnh Nam Trích Quái. Đó, lựa chọn những cái chuyện quái lạ ở Lĩnh Nam cuối thế kỷ thứ 14. Hay là cuốn Việt Điện U Linh Tập, tập truyện về cõi U Linh của đất Việt năm 1329. Và cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư kể lại chuyện là gì ạ? À, Lê Đại Hành vào năm 981 và Lý Thường Kiệt vào năm 1076 đã sử dụng bài thơ trong các cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược trên phòng tuyến sông Như Nguyệt để khích lệ các tướng sĩ một lòng đánh giặc và cảnh báo cái sự thất bại của kẻ thù xâm lược. Và bài thơ vốn không có nhan đề. Sau này thì một số sách đã ghi tên tác giả Lý Thường Kiệt và đặt tên bài thơ là gì? Là Nam Quốc Sơn Hà. Thế thì các bạn cũng phải hiểu được rằng là gì ạ? Bài thơ này là một bài thơ không có tên. Và cái tên nhan đề là phải mãi sau này một số sách khi mà người ta xuất bản ấy, người ta để tên tác giả là Lý Thường Kiệt và người ta cũng để luôn một cái tên là tên Nam Quốc Sơn Hà vào. Chứ thực ra ngay từ ban đầu nó không hề có tên các em nhá. Ngay từ ban đầu nó không hề có tên. Vậy thì đấy là xong hoàn cảnh xuất hiện chưa? Xong hoàn cảnh xuất hiện của bài thơ chưa ạ? Xong rồi nhá. Nó xuất hiện trong các gì ạ? À, ghi chép trong các cái cuốn sách lịch sử, đúng không? Và trong những cái câu chuyện được kể lại liên quan đến Lê Đại Hành, liên quan đến Lý Thường Kiệt, sử dụng cái bài thơ này để khích lệ động viên tinh thần của tướng sĩ, đúng không? Trên phòng tuyến sông Như Nguyệt. Đó, thì đấy là cái hoàn cảnh xuất hiện của bài thơ Sông Núi Nước Nam. Và người ta còn một vế nữa mà các bạn cần phải trả lời, đó là vì sao mà bài thơ được gọi là thơ thần? Thế bây giờ vì sao lại được gọi là thơ thần đây các bạn? Các bạn có biết những cái giai thoại nào liên quan đến bài thơ này không? Đó, cái yếu tố này vì sao được gọi là thơ thần này? Thì các bạn thấy nhá, bài thơ được gọi là thơ thần do cái truyền thuyết kể lại chuyện Lê Đại Hành và Lý Thường Kiệt cho người nấp vào đền thờ hai vị anh hùng dân tộc. Đồng thời là hai vị thần sông Như Nguyệt là ai? Là Trương Hống và Trương Hát. Đó, liên quan đến Trương Hống và Trương Hát. Đó, để giả giọng thần đọc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. Và bài thơ đọc hùng hồn giữa gì ạ? Giữa một đêm vắng. Cái âm vang trên dòng sông lịch sử nó đã khích lệ cái tinh thần chiến đấu của quân sĩ Đại Việt, khiến cho quân thù run sợ mà tan rã. Và trong các cái đền thờ Trương Hống, Trương Hát trên sông Cầu đều có thần tích ghi lại của bài thơ này. Đó nhá. Và các nhà nghiên cứu đã cho rằng là gì ạ? Cái bài thơ thần này có lẽ được sáng tác bởi một trong các trí thức nổi tiếng thời đó, giấu tên tác giả, gán cho các thần linh để tạo một cái sự linh thiêng, nhằm mục đích là gì? Khích lệ tinh thần tướng sĩ quyết tâm bảo vệ tổ quốc trước sự xâm lược của kẻ thù. Đó nhá. Và chính vì thế mà bài thơ Nam Quốc Sơn Hà này có một cái ý nghĩa lịch sử quan trọng, được coi như thơ của thần linh đất Việt hiển hiện cùng con cháu đánh giặc và giữ nước. Được chưa nào? Thế thì đấy là xong phần trả lời và giải quyết cho câu hỏi thứ nhất, là tại sao văn bản này xuất hiện và tại sao nó lại được coi là một bài thơ thần. Thì khi mà được coi là bài thơ thần thì nó gắn với một cái truyền thuyết liên quan đến Trương Hống và Trương Hát. Được chưa nào? Đấy nhá các em nhá. Thì nhớ chị và chúng ta đã giải quyết xong câu hỏi thứ nhất rất là đơn giản. Rất là đơn giản, khi mà các bạn đi tìm hiểu sâu thì các bạn trả lời những cái câu hỏi ấy rất là đơn giản thôi. Tiếp theo, 2. Xác định thể loại của bài thơ qua số dòng, số chữ, niêm luật và cách hiệp vần ở bản phiên âm. Nào, thế thì đây chúng ta nhìn đây, sang bản phiên âm là bản này, đúng không ạ? Đây chính là bản phiên âm. Bây giờ người ta yêu cầu các bạn là gì ạ? Xác định thể loại của bài thơ qua số dòng. Đó, qua số dòng. Rồi gì nữa ạ? Số chữ, niêm luật và cách hiệp vần của bản phiên âm. Thế thì bây giờ số dòng chúng ta thấy là có mấy dòng ạ? 4 dòng. Đúng không ạ? Có 4 dòng này. Số chữ, mỗi dòng có bao nhiêu chữ ạ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chữ. 4 dòng, 7 chữ. Niêm. Về niêm thì các bạn sẽ có thể thấy nhá. Các chữ thứ 2 của dòng 1, chữ quốc này. Ví dụ, các chữ thứ 2 của dòng 1 và dòng 4. Dòng 4 đâu ạ? Nào, Hà, đúng không ạ? Đó, các chữ thứ 2 của dòng 1 và dòng 4. Quốc, rồi Hà. Thì làm sao ạ? À đây, đặng, chị xin lỗi, từ đặng. Đó, thì cùng là thanh gì ạ? Thanh chắc. Đúng không ạ? Cùng thanh chắc. Các chữ thứ 2 của dòng 2 và dòng 3. Đây, Nhiên và Hà đều là thanh gì? Thanh bằng. Đây nha, chị ghi chữ chắc này. Chắc này, bằng này, bằng này. Các bạn hiểu về thế nào là thanh bằng và thanh chắc không ạ? Đó, thì các bạn phải hiểu nhá. Phải hiểu thế nào là thanh bằng và thanh chắc nhá. Thanh bằng là những từ ngữ mang những cái dấu là gì ạ? Dấu gì? Sắc. Thanh chắc là những từ mang dấu sắc, hỏi, ngã, nặng. Còn thanh bằng sẽ là những cái từ, những cái tiếng mang dấu gì ạ? Mang dấu huyền, hoặc là thanh ngang, hoặc là cái dấu không có dấu ấy. Đấy nhá. Thì các bạn thấy này, đấy là về niêm, đúng không ạ? Đấy là về niêm. Về luật thì sao? Chữ thứ 2 của dòng 1 mang thanh chắc là từ quốc, nên bài thơ thuộc luật chắc. Đó, cứ dựa vào cái chữ thứ 2 này các chị, của dòng 1. Đó, thì bài thơ này thuộc luật chắc. Hiệp vần các dòng 1, 2, 4. Đó, hiệp vần với các dòng 1, 2, 4 mang dạo, mang vần. Đây, cư, thư, hư. Đấy là hiệp vần. Đúng không nào? Và căn cứ vào các cái ngữ liệu mà chị vừa phân tích cho các bạn ở đây, thì chúng ta thấy đây là một bài thơ gì ạ? Đường luật thất ngôn tứ tuyệt, đúng không ạ? Một bài thơ đường luật thất ngôn tứ tuyệt. Thất ngôn tứ tuyệt. Và lúc đầu mà chị đã nói với các bạn ấy, bài thơ này được viết bằng chữ gì đây? Bài thơ này viết bằng chữ gì ạ? À, bài thơ này là một bài thơ được viết bằng chữ Hán. Các em nhá, chữ Hán. Viết bằng chữ Hán. Được chưa nào? À, đấy thì các bạn nhìn thấy nhá, thể loại của nó là đường luật thất ngôn tứ tuyệt viết bằng chữ Hán. Bởi vì sao các bạn đưa ra được cái thể loại của văn bản này, của bản phiên âm này? Vì chúng ta căn cứ vào gì ạ? Chúng ta căn cứ vào số dòng, số chữ. Số dòng có 4 dòng, số chữ là có 7 chữ trên một dòng. Rồi về niêm thì sao? À, cái chữ thứ 2 của dòng thứ nhất với chữ thứ 2 của dòng thứ 4 là có luật chắc, đó, có vần chắc. Chữ thứ 2 của dòng thứ 2 và chữ thứ 2 của dòng thứ 3 là có vần bằng. Và căn cứ vào cái gì ạ? Vào cái luật, cái vần này. Đây, chữ thứ 2 của dòng thứ nhất là vần chắc, thế cho nên là cả cái bài thơ này nó mang thanh chắc. Đấy, thuộc luật chắc. Hiệp vần giữa các dòng là 1, 2, 4. Cư, thư, hư. Được chưa nào? Thì từ đó chúng ta rút ra được là đây là thể thơ gì ạ? Đường luật thất ngôn tứ tuyệt viết bằng chữ Hán. Các em nhớ. Đó, rồi, ok. Vậy thì đấy là chúng ta đã giải quyết xong về câu thứ hai, câu hỏi thứ hai của văn bản. Tiếp này, sang câu hỏi thứ ba. Với câu hỏi thứ ba này sẽ là mức độ khó hơn một xíu, đúng không? Hai dòng thơ đầu khẳng định điều gì? Các từ ngữ Nam Quốc, Nam Đế, Tiệt Nhiên, Định Phận, Thiên Thư đóng vai trò như thế nào trong việc khẳng định điều đó? Thế thì bây giờ chúng ta thấy là với hai dòng thơ đầu tiên, nó sẽ khẳng định điều gì đây? Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, Tiệt Nhiên Định Phận tại Thiên Thư. Và bây giờ nếu mà để các bạn hiểu được là nó nói về cái gì, thì các bạn xuống phần dịch nghĩa. Sông núi nước Nam, Hoàng đế nước Nam ở tại sách trời đã định phận rạch ròi. Vậy thì đang nói về vấn đề gì? Đang nói về vấn đề gì đấy các em? À, rõ ràng nhìn vào đây chúng ta thấy tác giả đang muốn khẳng định cái chủ quyền quốc gia, đúng không? Khẳng định chủ quyền quốc gia. Sông núi nước Nam, vua Nam ở rành rành định phận tại sách trời. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sông núi nước Nam này chỉ có hoàng đế nước Nam ở thôi. Và cái điều đó nó đã được quy định ở sách trời rồi, không thể thay thế được rồi,
Đó, vậy thì nhá, khẳng định sông núi nước Nam đã do hoàng đế nước Nam làm chủ qua cái từ là gì ạ? Nam đế, đúng không ạ? Nam quốc và Nam đế. Đó, Nam quốc và Nam đế. Và điều đó đã được ghi chép trên sách trời bởi với cái từ là gì ạ? Tiệt nhiên, từ định phận, rồi từ thiên thư. Và khi mà các bạn đọc thì các bạn có thể nhìn xuống đây. Nam quốc là gì ạ? À, Nam quốc là nước Nam. Chỉ ta khi đó để phân biệt với Bắc quốc là ở Trung Quốc. Còn Nam đế chính là hoàng đế, là vua nước Nam. Và trong chữ Hán còn có chữ vương, chỉ vua, chư hầu. Còn đế tức là hoàng đế, là vua của một nước độc lập ngang hàng với hoàng đế Trung Hoa thời Trung Đại. Đế là đại diện cho quốc gia, cho dân tộc. Đó, thế thì các bạn lại nhìn thấy được một cái điều gì ạ? Chúng ta phân tích nghĩa của các từ Nam quốc, Nam đế, tiệt nhiên, định phận, thiên thư để làm rõ được cái nội dung thể hiện của hai dòng thơ đầu. Các bạn thấy, lãnh thổ nước Nam đã có chủ và là một quốc gia độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào khác. Bởi vì, sông núi nước Nam, hoàng đế nước Nam ở rồi mà, đúng không? Và cái quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm đó đã được trời đất quy định chứng giám. Các bạn có biết không, trước đây ý, người xưa quan niệm là gì ạ? Ông trời có quyền quyết định mọi việc ở trần gian và lãnh thổ của các quốc gia. Đó, thế cho nên là gì ạ? Cái việc mà để là gì ạ? Tại thiên thư ấy, nó rất là thuận theo lòng dân, thuận theo cái thời điểm đó, cái tư duy của chúng ta ở cái thời điểm đó. Đấy, sông núi nước Nam, vua Nam ở. Và từ cái nhận thức niềm tin ấy về sông núi nước Nam, Lý Thường Kiệt hay là Lê Đại Hành hay là tác giả của bài thơ thể hiện được cái sự căm thù, đúng không ạ? Thể hiện cái sự căm thù, thể hiện một cái ý chí khẳng định cái chủ quyền độc lập của dân tộc phải bền vững, đúng không ạ? Được ghi rõ ở sách trời, đã được sách trời chia xứ sở, nghĩa là có lãnh thổ riêng, có biên giới riêng, có bờ cõi riêng rồi. Đó, hai cái chữ sách trời thiên thư ấy, trong câu thơ thứ hai, nó gợi ra một cái màu sắc thiêng liêng với bao cái niềm tin mãnh liệt trong lòng người. Kem nhá, ở chưa nào? Thế thì đấy chính là giải quyết cho câu thứ ba. Giải quyết cho câu thứ ba, câu hỏi thứ ba. Vậy thì với hai dòng thơ cuối, với hai dòng thơ cuối đến câu hỏi số 4, hai dòng thơ cuối thì tác giả thể hiện điều gì? Bây giờ chúng ta lại đi xét với hai câu thơ cuối. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. À, vậy thì các bạn ơi, các bạn thấy rằng là gì ạ? Những cái từ ngữ ở hai dòng thơ cuối nó thể hiện cái gì? Cái quyết tâm bảo vệ nền độc lập. Trước đấy là những câu hỏi cho cái gì? Cho cái gì? Là những câu hỏi cho cái gì? Muốn thể hiện một cái quyết tâm bảo vệ độc lập và niềm tin tất thắng của nhân dân ta. Nào, đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy tác giả sử dụng từ nghịch lỗ. Từ nghịch lỗ nghĩa là sao ạ? Nghĩa là những kẻ ngạo ngược, để chỉ quân xâm lược ngạo ngược. Và ở đây họ đã dám chống lại cái thiên mệnh, chống lại ý trời. Điều đã được quy định ở trời đất, đã được trời đất quy định rồi, thế mà lại dám xâm phạm một quốc gia đã có chủ quyền và đã được ghi ở sách trời rồi. Thế thì đấy mới là cái từ nghịch lỗ, chỉ những cái bọn ngỗ ngược như vậy. Và ở đây là chỉ ai? Chỉ cái bọn phương Bắc, đúng không ạ? Đó. Và tiếp này, tác giả dùng từ như hà. Từ như hà là một từ để hỏi cớ sao, để truy xét tội của kẻ xâm lược. Như hà nghịch lỗ, rồi lai xâm phạm. Lai xâm phạm là gì ạ? Là dám xâm phạm vào đất nước đã có chủ quyền, đã được trời đất bảo trợ rồi. Cả câu thơ ý nói là gì ạ? À, cớ sao lũ giặc ngạo ngược chúng bay lại dám đến xâm phạm bờ cõi của một đất nước đã độc lập, một đất nước đã được gì ạ? Đã ghi trên sách trời. Đó. Tiếp câu hỏi, câu thứ tư này, câu thơ thứ tư.
Tác giả nói là gì ạ? Ở dòng thơ này, tác giả tiếp tục sử dụng những từ ngữ để thể hiện sự cứng rắn và quyết tâm của cả dân tộc Việt Nam trước kẻ thù xâm lược. Gọi quân xâm lược là nhữ đẳng. À, nhữ đẳng thì ở đây chúng ta dịch là gì ạ? Chúng bay. Chúng bay. Thế thì cái từ chúng bay này nó thể hiện một cái sự gì ạ? Sự khinh bỉ của nước ta. Một cái sự khinh bỉ của nước ta dành cho cái bọn giặc ấy. Hành khan thủ bại hư. À, ngươi hãy chờ xem, nhất định chúng bay sẽ chuốc lấy sự bại vong. Thế thì rõ ràng đấy là những lời lẽ thể hiện được cái sức mạnh tinh thần và niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc ta. Và các bạn sẽ có thể thấy là gì ạ? Cái âm mưu biến sông núi nước Nam thành quận, thành huyện của Trung Quốc, nó đã bị tan biến khi mà đọc và được nghe cái bài thơ này. Cái hành động xâm lược của chúng đã làm trái ý trời, đã xúc phạm đến dân tộc ta. Và cái câu hỏi kết tội lũ giặc ấy, nó đã vang lên một cách đanh thép và đầy phẫn nộ. Giặc cái Ngư Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, cớ sao lũ giặc đến xâm phạm? Và vị anh hùng dân tộc đã nghiêm khắc cảnh cáo lũ giặc phương Bắc và chỉ rõ chúng sẽ bị nhân dân ta đánh cho tơi bời, chúng sẽ bị chuốc lấy sự bại vong nhục nhã, đúng không? Và cuối cùng cả hai cái câu 3 và 4 này với một cái giọng thơ đanh thép, với một cái sự hùng hồn, nó đã thể hiện được tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta, quyết tâm giáng trả quân Tống xâm lược, những cái đòn chí mạng để bảo vệ sông núi nước Nam. Và cái chiến thắng sông Cầu hay là sông Như Nguyệt vào năm 1076, nó chính là một cái minh chứng hùng hồn cho cái ý thơ trên. Triệu Tiết rồi Quách Quỳ cũng cùng hơn 20 vạn quân Tống đã bị quân dân Đại Việt đánh bại và quét sạch khỏi bờ cõi. Và rõ ràng, Nam Quốc Sơn Hà là một bài ca yêu nước chống giặc xâm lăng. Và bài thơ ấy nó đã khẳng định được cái chủ quyền dân tộc, ca ngợi được sức mạnh chiến đấu để bảo vệ đất nước Đại Việt. Và với nội dung ấy thì bài thơ Nam Quốc Sơn Hà nó mang một cái ý nghĩa lịch sử giống như gì ạ? À, giống như một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam ta. Các em nhớ, được chưa nào? Thế thì đấy chính là nội dung của gì ạ? Của văn bản Sông Núi Nước Nam. Tuy chỉ có 4 câu thơ ngắn gọn thôi, nhưng ẩn chứa trong đó rất nhiều những cái chúng ta cần phải suy nghĩ, rất nhiều những điều chúng ta cần phải phân tích. Ok không nào? À, chị ơi, chị tuyển khóa lớp 9 bộ gì đấy ạ? Các bạn ơi, hiện tại thì Học Văn Chị Hiên vẫn đang tuyển sinh các bạn học sinh lớp 9 cho cả 3 bộ sách. Đó chính là bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bộ sách Chân trời sáng tạo và bộ sách Cánh diều. Các em có thể tham khảo cái đường link đăng ký khóa học ở dưới phần comment nhá. Chị nhờ các anh chị có thể để cái đường link đăng ký khóa học ở dưới phần comment giúp chị. Đó, và các bạn sẽ có thể thấy là khi vào trong các khóa học của Học Văn Chị Hiên, các bạn không chỉ được học kiến thức cơ bản, mà các bạn còn được học kiến thức nâng cao liên quan đến lý luận. Các bạn còn được học những kiến thức bổ trợ về phương pháp, về kỹ năng. Các bạn còn được hoạt động với những cái hoạt động rất là vui và bổ ích ở trong khóa học để có thể phục vụ tốt hơn cho cái việc ghi nhớ bài học của các bạn. Đúng không nào? Đó nhá. Với bài thơ Sông Núi Nước Nam này, khi mà chúng ta học, các bạn cũng sẽ được chơi trò chơi, đúng không? Để các bạn còn biết được về lịch sử, các bạn có thể tự hào về truyền thống của cha ông ta, cái tự hào về cái truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc mình, được không? Thế thì chị và các bạn đã làm sao ạ? Đã giải quyết được đến câu hỏi số 4 của văn bản này rồi. Thế thì chị sẽ giải quyết nốt cho các em nhá. Chị sẽ giải quyết nốt này. Các bạn sẽ nhìn thấy được là người ta sẽ hỏi dần dần, các câu hỏi nó sẽ lên theo cái cấp độ khó hơn một xíu. Theo em, hai dòng thơ đầu và hai dòng thơ cuối có mối liên hệ như thế nào? Và vì sao bài thơ được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta? À, vậy thì dễ thôi. Sau khi mà các bạn đã tìm hiểu xong 4 câu thơ đầu tiên trên này rồi, đó, thì các bạn hiểu được cái nội dung của văn bản này. Các bạn biết tại sao lại có văn bản này, văn bản này xuất phát từ đâu, rồi nội dung của văn bản này gồm hai phần là những phần như thế nào.
thì các bạn sẽ trả lời được ngay cho chị về hai dòng thơ đầu và hai dòng thơ cuối có mối liên hệ như thế nào với nhau. Thì chúng ta thấy mối liên quan giữa mối quan hệ giữa hai dòng thơ đầu và hai dòng thơ cuối của bài thơ. Hai dòng thơ đầu nó chỉ cái gì? Nó chính là cơ sở. Nó chính là cái nền tảng để mang tính pháp lý khách quan, để khẳng định cái sức mạnh, cái niềm tin được thể hiện ở hai dòng thơ sau. Và mối quan hệ giữa hai dòng thơ đầu và hai dòng thơ cuối là mối quan hệ nhân quả. Đúng không ạ? Là mối quan hệ nhân quả. Có thể coi bài thơ Sông Núi Nước Nam là một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Bởi bài thơ này hội tụ những lý lẽ khách quan, khẳng định cái quyền độc lập của dân tộc, cái quyền tự chủ toàn vẹn lãnh thổ và ý chí của cả một dân tộc quyết tâm bảo vệ những điều thiêng liêng bất khả xâm phạm đó. Và sau này các bạn cũng có thể học thêm về văn bản Bình Ngô Đại Cáo, thì các bạn sẽ thấy đối với Bình Ngô Đại Cáo thì so với Bình Ngô Đại Cáo thì Nam Quốc Sơn Hà chưa được nói, chưa khẳng định chủ quyền ở tất cả mọi mặt như ở Nam Quốc Sơn Hà, như ở Bình Ngô Đại Cáo. Thế nhưng đây sẽ được coi là một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, bởi vì nó đánh dấu cho cái việc là gì ạ? Chúng ta đã có ý thức về chủ quyền, chúng ta đã có ý thức về gì ạ? Lãnh thổ. Chúng ta biết được đất nước ta là một đất nước độc lập và sánh ngang hàng với gì ạ? Bọn phong kiến ở bên phương Bắc. Đúng không? Sánh ngang hàng với bọn phương Bắc. Thế cho nên chúng ta không hề nép vế. Đúng không? Chúng ta không hề nép vế trước bất kỳ ai cả. Đó, thì các bạn thấy thế nhá. Thì đấy chính là nội dung của văn bản này. Chính là nội dung của văn bản này. Được chưa nào? Các bạn hiểu hơn về nội dung của văn bản này chưa? Đó, trước đây thì Nguyễn Trãi cũng đã viết rồi đấy. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ triều Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Đây cũng là việc mà tác giả Nguyễn Trãi khẳng định cái chủ quyền độc lập của dân tộc, đúng không? Và ở đây tác giả của văn bản Sông Núi Nước Nam cũng vậy, cũng đã bước đầu manh nha, bước đầu nhen nhón một cái ý thức liên quan đến chủ quyền độc lập rồi. Đó nhá. Đó. Ok chưa nào? Và cuối cùng là bài Sông Núi Nước Nam gợi lên cho em những tình cảm, cảm xúc gì? Thế thì câu này là câu để các bạn tự thực hành rồi. Sau khi mà các bạn đã học xong văn bản thì các bạn sẽ tự thực hành. Đúng không? Với cái câu hỏi 6 này thì các bạn sẽ tự ôn luyện tại nhà và tự viết ra. Chắc hẳn rồi. Đọc xong văn bản là phải có những cái gì ạ? Cái sự, những cái tình cảm, những cái cảm xúc. Chúng ta cảm thấy yêu đất nước hơn, yêu dân tộc mình hơn, yêu những cái công lao to lớn của các anh hùng dân tộc hơn. Đúng không ạ? Yêu cái truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc để cho đến ngày hôm nay non sông bờ cõi của chúng ta vẫn được giữ vững cái nền độc lập. Đó. Nhá. Và theo em nội dung tư tưởng của bài thơ có ý nghĩa như thế nào đối với tuổi trẻ ngày nay? Chắc chắn một cái từ không thể thiếu được với các bạn khi mà các bạn nêu ra đó chính là gì ạ? Phải nỗ lực và cố gắng để bảo vệ, đúng không ạ? Cái thành quả mà các thế hệ cha anh đi trước đã để lại. Và phát huy những cái nét đẹp, những cái giá trị văn hóa để cho đất nước của chúng ta ngày càng phồn thịnh, ngày càng thịnh vượng và ngày càng được sánh vai với các cường quốc năm châu, với bạn bè quốc tế. Đúng không? Đó, tuổi trẻ là phải nỗ lực, là phải học tập. Được chưa nào? Thế thì đấy chính là một vài những gợi ý của chị trong khi các bạn học văn bản này và các bạn sẽ đi trả lời những câu hỏi này. Được không ạ? Rồi, vậy thì các em ơi, các em hiểu hơn về văn bản này chưa? Các bạn có thể comment xuống cho chị biết nhá. Các em đã hiểu hơn về văn bản này chưa ạ? Chị đang không thấy các bạn comment gì hết. Chị đang không thấy các bạn comment gì hết, không biết là như thế nào đây. Đó. Các em nhá. Thì đấy chính là về nội dung của văn bản đầu tiên trong cuốn sách giáo khoa ngữ văn 9 bộ sách Cánh Diều mà các bạn sẽ được học. Có thể ở thời điểm hiện tại các bạn sẽ chưa quan tâm lắm đến việc là học văn bản như thế nào. Có thể thời điểm hiện tại các bạn vẫn nghĩ rằng là mình vẫn nghỉ hè thôi, mình vẫn chơi thôi. Nhưng các em có biết không? Các bạn học sinh ở trong khóa VIP của chị, các bạn đã học xong bài 1 rồi các em nhá. Đã chuẩn bị học xong cả cái bài 1 này rồi và chuẩn bị chuyển sang phần gì ạ?
Các bạn ấy đã chuẩn bị chuyển sang bài 2. Đây, các bạn ơi, các bạn ấy đã chuẩn bị học sang bài 2 là chuyện thơ nôm rồi. Thế thì bây giờ nếu mà các bạn chưa học thì bao giờ các bạn mới học đây? Bao giờ các bạn mới đến cái thời gian là các bạn làm đề ôn thi đây? Mà năm nay lại còn là một năm mà rất là thử thách, rất là thách thức với các em. Bởi vì các em là năm đầu tiên thi chương trình mới. Các bạn chưa hề có một cái định hướng nào cả. Mà các em không tập trung ôn luyện, không tập trung học trước ấy, thì các bạn sẽ rất là thiệt thòi so với các bạn đã học, đã xuất phát và các bạn ấy đã ôn rồi. Đó, nhớ. Thế cho nên là ngày hôm nay khi mà chị phát trực tiếp về bài đầu tiên của văn bản, à, văn bản đầu tiên trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn 9 mà vẫn thấy ít bạn học như thế này, thì thực sự chị rất lo lắng cho các em. Chị rất lo lắng cho cái việc học tập của các bạn. Bởi vì các bạn vẫn chưa ý thức được là cái kỳ thi vòng 10 nó sẽ khốc liệt như thế nào. Mà đến thời điểm hiện tại các bạn vẫn chưa quan tâm đến việc học. Thì đấy là cái việc các bạn cần phải xem lại nhá. Và chị cũng mong là những phần phát trực tiếp sau, những buổi sau, các bạn sẽ vào học đông hơn. Để các bạn biết được là với cái chương trình mới này, với cái cách thức thi vào 10 mới như thế này, không còn phải là cái cách học bình như ở lớp 6, lớp 7, lớp 8 nữa rồi. Đừng nói là việc là em đã làm quen chương trình mới 3 năm rồi thì bây giờ em lo lắng cái gì. Nhưng không các em ạ, lớp 9 là một cái lớp mà kiến thức nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Và cái việc thi cử của các bạn cũng khác hơn rất là nhiều. Trước đây các bạn có thể thi cái đề của ai ạ? Của cô giáo, của thầy giáo, của phòng giáo dục. Nhưng lớp 9 các bạn sẽ thi của sở giáo dục. Thi của rất nhiều những cái nguồn khác nhau. Rồi sau đó người chấm thi cuối cùng các em là giáo viên cấp 3 chấm thi các em, chứ không phải giáo viên cấp 2 đã từng dạy các em chấm. Thế cho nên phải hết sức cẩn thận các em nhá. Hết sức cẩn thận trong việc học cho chị. Và học từ bây giờ không phải là quá sớm nữa đâu. Học từ bây giờ không phải là quá sớm nữa đâu. Bởi vì các bạn ở trong lớp VIP của chị thì các bạn cũng đã học đến bài 2 rồi, sang bài 2 rồi. Đó, thì bây giờ nếu mà các bạn đăng ký học khóa VIP thì các em vẫn hoàn toàn có thể xem lại các video và nhắn tin cho trợ giảng để trợ giảng hỗ trợ trong việc là nếu mà các bạn chưa hiểu bài. Đó, các bạn cần phải có người định hướng. Các bạn cần phải có những cái gì ạ? Có nguồn tài liệu để các bạn tham khảo. Các bạn cũng cần phải luyện đề để các bạn biết được cách thức người ta ra đề như thế nào. Các cái dạng câu hỏi nó sẽ vào trong đề thi ra sao. Thì các bạn mới, khi mà đi thi các bạn mới không bị ngỡ ngàng bởi các dạng câu hỏi quá mới. Đó, phải được luyện nhiều, đúng không? Đó, phải được luyện nhiều và phải được luyện thật, gọi là nhuần nhuyễn đi thì các bạn đi thi các bạn mới dễ dàng. Thế nhá, vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong văn bản đầu tiên trong bài 1 của sách giáo khoa ngữ văn 9 cánh diều rồi. Và chị mong rằng là với những cái phần phát trực tiếp sau thì các bạn sẽ vào đây đông hơn cùng với chị. Và các bạn sẽ học được nhiều hơn, có sách, có vở để ghi lại những cái phần mà chị đã giảng. Ok không? Nhá, còn bây giờ thì có lẽ là nếu các bạn không có câu hỏi gì nữa thì chị sẽ xin phép tạm dừng phần phát trực tiếp tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát trực tiếp sau. Chị sẽ quay trở lại cùng với chúng mình để cùng chúng mình thảo luận về một văn bản khác, hoặc cùng chúng mình thảo luận về một cái phần liên quan đến kỹ năng viết hoặc là kỹ năng thực hành tiếng Việt. Đó, các bạn có muốn như thế không ạ? Các bạn có muốn chị quay trở lại để hướng dẫn các bạn thêm những kỹ năng, những cái phương pháp khác không ạ? Nào, rất là trầm đúng không? Cực kỳ trầm luôn. Cực kỳ trầm luôn. Được chưa? Nhá, thế nhá. Còn họ có những câu hỏi hay là những cái băn khoăn, những cái thắc mắc gì muốn hỏi về khóa học thì các em có thể nhắn tin về trên page Học Văn Trị Hiên Trung Học Cơ Sở lớp 6789. Các anh chị sẽ giải đáp cho các em nha. Rất là cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị. Và hẹn gặp lại các em ở trong những cái buổi phát trực tiếp sau nhá. Nếu mà các bạn muốn tham khảo lộ trình thì các bạn cứ nhắn tin về bếp, chị sẽ gửi lộ trình học trong cả năm học lớp 9 cho các bạn. Và sẽ có những cái video học thử miễn phí cho các em. Cho nên các em cứ nhắn về bếp đi ạ nhá. Các bạn cứ nhắn về bếp đi là chị sẽ gửi cho các bạn lộ trình cũng như là video học các em nhá. Rồi, bye bye, tạm biệt tất cả các bạn.